Chào các bạn, trong video trước thì mình đã đề cập đến mọi khía cạnh cũng như việc trải nghiệm chiếc máy Nomi 3S với rất nhiều tính năng nổi bật. Sau đó, bản thân mình tự hỏi rằng chiếc máy này ôm đồm nhiều tính năng như vậy thì hiệu năng của máy có bị ảnh hưởng không? Và video này sẽ nói lên điều đó, đồng thời đánh giá hiệu năng của chiếc Nomi 3S chi tiết nhất có thể. Mời các bạn cùng theo dõi video sau đây. Là một sản phẩm tầm trung nên chiếc máy này được trang bị cấu hình khá phổ thông với con chip MediaTek MT6582 loại từ xung nhịp 1.3 GHz, RAM 1GB và GPU Mali 400. Như đã nói thì đây là một cấu hình khá phổ thông. Rất nhiều chiếc điện thoại của Lenovo hay là các hãng đến từ Trung Quốc đều chạy cấu hình này. Kết hợp với hệ điều hành của máy đang chạy là Android KitKat nên máy cho trải nghiệm khá mượt mà. Bất ngờ nhất khi đây là một sản phẩm không tên tuổi nhưng vẫn được trang bị khả năng update OTA. Bản cập nhật gần đây nhất của máy là vào ngày 11 tháng 5 năm 2015, như vậy là rất mới. Đây là động thái cho thấy sản phẩm này nhận được sự chăm sóc khá tốt của nhà sản xuất, chứ không phải kiểu đem con bỏ chợ như bao sản phẩm khác. Đầu tiên, để thử nghiệm sức mạnh tổng quát của chiếc máy này, mình sẽ cho máy chạy thử bài test phổ biến nhất hiện nay là AnTuTu Benchmark. Ở bài test này thì Nomi 3S đạt số điểm khoảng từ 18.000 đến 20.000 điểm. Đây là điểm số ở mức trung bình, ngang ngửa chiếc Zenfone 5. Để khách quan hơn, mình sẽ chạy thêm một trình benchmark nữa là Velamo. Trong phần test CPU đa nhân, Nomi 3S có số điểm là hơn 1.200, ngang tầm với những chiếc máy như là Nexus 4. Như vậy là qua hai bài test, có thể dễ dàng nhận thấy chiếc máy này có hiệu năng ngang ngửa, thậm chí vượt qua vài chiếc máy có mức giá đắt hơn. Có lẽ một phần là nhờ việc máy sử dụng giao diện khá đơn giản, không chiếm quá nhiều tài nguyên của máy. Nếu bạn không tin vào những bài test benchmark khô khan, thì bây giờ mình sẽ thử khả năng chơi game của máy. Với một game rất phổ biến hiện nay là Subway Surfer, máy chạy cực kỳ mượt mà. Sau hơn 15 phút chơi game này, chiếc Nomi 3S trên tay mình đây vẫn khá mát mẻ. Nhiệt độ tập trung chủ yếu ở phần phía trên, máy chỉ hơi ấm lên nên không hề gây khó chịu trong quá trình sử dụng của người dùng. Bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm khả năng chơi game của máy từ mức thấp đến mức cao nhất. Đầu tiên là một game 2D nhẹ nhàng có tên là Tudos. Máy vào game rất nhanh và nhẹ nhàng, như vậy là game này vẫn chưa là gì để làm chiếc Nomi 3S gặp khó khăn. Tiếp theo, một game 3D nặng hơn mà mình lựa chọn để làm khó máy là Fruit Ninja. Như các bạn thấy, cho dù trò chơi này có rất nhiều hiệu ứng đồ họa thì máy vẫn xử lý thoải mái mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc chậm hay là giật. Và cuối cùng, để ép máy hoạt động ở mức cao nhất thì mình sẽ cho Nomi 3S chơi một game nặng ký nhất hiện nay là Modern Combat 5. Đây là một trò chơi mà thậm chí nhiều chiếc máy chính hãng tầm trung còn khó có thể chơi vượt mà. Ở trò chơi này, do giới hạn độ phân giải màn hình nên hình ảnh sẽ không được sắc nét cho lắm. Tuy nhiên thì việc chơi game rất hiếm khi gặp hiện tượng khựng hay là giật hình. Như vậy là dù có cấu hình không phải là quá cao, nhưng máy có thể chứng minh rằng bạn có thể tin tưởng sản phẩm này trong bất kỳ tác vụ nào từ nhẹ cho đến nặng nhất. Vì nhu cầu cơ bản của người dùng không chỉ là chơi game mà còn là xem phim, nên mình sẽ tải một bộ phim Full HD về và chạy trên chiếc Nomi 3S. Máy mở bộ phim này ngay lập tức mà không gặp trở ngại gì. Như vậy, qua những bài thử từ benchmark cho đến khả năng sử dụng thực tế của Nomi 3S thì mọi kết quả đều thể hiện đây là một chiếc máy có hiệu năng cực tốt so với giá tiền. Dù bạn mua máy để nghe gọi cho đến chơi game thì máy đều đáp ứng tốt nhu cầu của bạn. Ngoài ra, khả năng cập nhật OTA của máy sẽ đem đến những bản phá lỗi hay là tăng cường hiệu suất cho máy mà không cần phải rốt như những chiếc máy Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bạn đừng quên rằng hiện sản phẩm này đang có mặt tại những cửa hàng của di động thông minh và Viettablet với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.